nên thì mình đang bảo dưỡng cái máy này để gà đồng thôi. Rồi nó tháo ra kiểm tra, đang thay những cái phụ tùng cần thiết vô máy cho nó hoàn chỉnh lại. Bữa đây làm khoan đầu lên máy nha mọi người. Xong, lên máy hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều.
Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện có của công ty mình nha. Hiện tại số lượng máy còn rất là nhiều. Để mình quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Thì cái khu vực máy mình để cũng lộn xộn lắm. Thì để nhiều chiếc. Có để giá từng chiếc hết. Giá mình lưu ở đây ha. Em bên đây là khu vực mình để mấy cái máy đẹp. Mấy cái máy chạy nước rồi đó. Chất lượng nó còn cao. Cái chiếc này nước sơn bông cuốn còn chưa chốc hết ở đây. Mình có để số điện thoại dưới, mọi người cứ gọi nha, mình sẽ tư vấn cho mọi người ha. Thì phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105. Đây là một chiếc 95 nè, còn chiếc 95 giờ hơi hiếm. Chiếc này thì 70 giờ thôi. Còn phía trong thì để mấy chiếc máy cài M47040. Phía kia là 6040 nha mọi người. Nó bao gồm ổ sới cài luôn á. Số lượng máy giờ còn nhiều lắm, mọi người cứ vô lựa thoải mái nha. Cứ cầm chìa khóa rồi đi chọn chiếc máy mình thích thôi. Số máy lút chạy lướt nữa nha, số máy lút chạy còn đẹp cực kỳ luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Rồi, đây là khu vực phía trước để máy cài ha, mấy cái máy cài lớn nãy mình có quay rồi đó. Đa số đây là máy mới thôi, 4018, máy mới của Thái nha, hiện Thái, 5018 mình để sẵn cho mọi người. Máy cũ máy cài thì có gì qua tháng 9 mình sẽ cập nhật sau ha. Thì về số lượng cũng còn ít, 4708 thì còn 2 chiếc đậu phía sau đó. Chưa đem lên. Ở phía trước ha. Máy này là máy mới nè. Mới chập chờn. Những cái máy đề đang thành lý luôn. Rồi, chào mọi người, đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách đó. Hiện tại giờ cũng đang vô vụ cho nên máy số lượng máy bảo dưỡng hơi nhiều. Giờ số lượng máy làm cũng khá là nhiều á. Ở đây làm thì tùy theo cấp độ nha mọi người. Ví dụ làm từ A đến Z thì giống mấy chiếc kia. Đó, đây, số đồ mở ra hết rồi. Mấy chiếc bên kia cũng đang đợi làm. Cái này làm cũng gần xong rồi nè. Thì đang làm. Nhưng nếu mà mọi người ở lâu thì làm cái chiếc này luôn, làm đại tu là hết vậy. Máy này đang chờ làm. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chào mọi người. Bữa nay về thêm một container. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi, chào mọi người nha. Hiện tại giờ đang vệ sinh mấy cái máy này xíu. Này, cái lô máy DC70 Blue mới về. Máy nào cũng đẹp hết.
Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Có máy nè. 95 105. Bơm lên. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng là cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.